Chào mọi người, hôm nay mình sẽ cùng với lại một người bạn của mình là Chi chia sẻ cho mọi người về một quyển sách mang tên Những loài hoa có gai của Lý Thượng Long, do nhà xuất bản Phụ Nữ xuất bản và Bảo Bình dịch. Và lý do mà mình nghĩ rằng đây là một quyển sách đáng để mọi người xem qua đó chính là vì nó phản ánh được những cái vấn nạn về bạo lực trong xã hội hiện đại cũng như là nguồn gốc tại ra chúng. Lý Thượng Long sinh ngày 18 tháng 4 năm 1990, là một tác giả trẻ tại Trung Quốc có lượng sách bán chạy đến hàng triệu cuốn, đang được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng, là đạo diễn, biên kịch. Bên cạnh Những loài hoa có gai, anh còn có một số tác phẩm nổi tiếng khác như Mặt nạ, Vươn lên hoặc bị đánh bại, Đại học không lạc hướng. Ý tưởng của anh bắt nguồn từ một lần chứng kiến sự việc bạo lực học đường, và kể từ đó anh bắt đầu quan tâm tới những vấn đề bạo lực hơn. Lúc đó anh mới biết rằng bạo lực không chỉ là trải nghiệm của số ít người, ngược lại nó là kết quả hiển nhiên của việc số nhiều người chỉ biết im lặng. Lý do mà Lý Thượng Long đặt tên cho cuốn sách này là Những loài hoa có gai là vì gai nhọn làm đau con người, nhưng chúng lại ẩn sâu dưới lớp hoa để không dễ bị phát hiện. Cuốn sách được chia làm 3 chương chính và được đặt theo tên của các loài hoa có gai, lần lượt là những cái gai dưới bóng tường vi, những cái gai của hoa nguyệt quý và những cái gai xương rồng. Mỗi chương sẽ gắn liền với mỗi loại bạo lực khác nhau, gồm bạo lực học đường, bạo lực công sở và bạo lực mạng. Hay Hiểu Đình là một cô gái đã phải gánh chịu sự bạo lực học đường bởi vì gia đình cô không may khi bố cô mất sớm và mẹ cô là bị tật nguyền, vì thế mà bạn bè cùng lớp của cô thường xuyên trêu chọc. Trong nhóm bạn học ấy có một cô gái tên là Lưu Đào, cô cũng là người đã gián tiếp gây ra sự bạo lực học đường đối với hàng Hiểu Đình. Không chỉ thế mà khi giáo viên nhà trường chứng kiến thấy được những sự việc ấy, họ vẫn chọn cách im lặng và không công khai để giải quyết minh bạch sự việc này. Vậy nên Hàn Hiểu Đình năm ấy đã phải chịu rất nhiều sự ấm ức và nỗi oán hận. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Bắc Kinh, cô mở một công ty quảng cáo cho riêng mình và cô bắt đầu kế hoạch trả thù của mình sau khi mà nghe tin có một nhân viên mới vào công ty tên là Lưu Đào. Lưu Đào cũng vì thế mà phải gánh chịu bạo lực công sở suốt 7 tháng liền. Chỉ sau khi đối mặt với bạo lực công sở, cô mới hiểu ra được những nỗi uất hận mà Hàn Hiểu Đình đã phải chịu đựng 10 năm trước. Mặc dù không thể cảm thương cho Hàn Hiểu Đình, nhưng cô cũng đã chấp nhận vung tay. Sau khi lợi dụng Vương Chân Vũ để trả thù Lưu Đào thì Hàn Hiểu Đình đã làm tổn thương ông ta một cách lạnh lùng. Sau đó thì ông không ngừng chứng minh bản thân của mình, chứng minh rằng là Hàn Hiểu Đình vứt bỏ ông ta là một điều sai lầm. Nhưng sau đó ông ta căm ghét bạo lực, căm hận mọi người trên thế giới này và ông quyết định dùng bạo lực để trị bạo lực, sử dụng trình bạo lực để kết thúc sự sống của tất cả những người đã gây ra bạo lực. Nhưng cuối cùng, may thay, tất cả kế hoạch của ông đã bị phá giải. Tác giả Lý Thượng Long có chia sẻ như sau: phạm tội nhưng không bị trừng phạt thì bắt đầu biến chất và trở nên khủng khiếp hơn. Từ câu chuyện mà ta đã biết qua cuốn sách, ta có thể dễ hiểu rằng nếu Hàn Hiểu Đình không bị bạo lực học được, Lưu Đào không phải người gián tiếp gây ra vụ bạo lực và nhà trường vào cuộc giải quyết ngay từ đầu, thì có lẽ Hàn Hiểu Đình sẽ không phải mang nỗi oán hận cho Lưu Đào, cũng như sẽ không xảy ra vụ bạo lực mạng đối với Vương Tranh Vũ. Không chỉ những người trực tiếp tạo ra những vụ bạo lực mới bị kết tội, những người gián tiếp chứng kiến mà không cản lại hay thậm chí không cổ vũ sẽ tạo thành sức mạnh làm hại đến những người phải chịu bạo lực. Vì thế nên trong câu chuyện trên, mặc dù Lưu Đào không ra tay trực tiếp với Hàn Hiểu Đình, nhưng cô ấy đã phạm tội. Bởi những người vị thành niên luôn lấy cớ để bảo hộ, không chịu dừng những hành vi bạo lực đối với người khác, càng đáng phải lên án và chịu phạt thích hợp. Vậy nên tác giả đưa ra kết luận rằng chỉ pháp luật và khoa học kỹ thuật mới có thể giải quyết được vấn đề này. Bởi lẽ pháp luật làm tăng sự sợ hãi, tăng tính răn đe, còn khoa học kỹ thuật, công nghệ có thể làm cho bóng tối lộ ra. Vì thế nên đầu tiên ta cần phải biết rằng đừng dùng bạo lực để trị bạo lực, hãy dùng yêu thương để trị bạo lực, vì điều đó sẽ tránh việc mang lại những hậu quả khôn lường về sau này. Tiếp đến, ta cần phải minh bạch và đưa sự bạo lực ra ánh sáng để có thể xử lý triệt để đúng chiếc vành đai của pháp luật, tránh để những người gây bạo lực nhẫn nhơ và tiếp tục hành vi đó. Nếu không thể trực tiếp ngăn chặn hành vi này, thay vì việc lợi dụng mạng xã hội ảo để công kích các cá nhân, thì ta nên lên án những hành vi bạo lực cũng như tuyên truyền hành vi sai trái này và chấm dứt nó. Chia sẻ một chút về cái câu chuyện của mình thì mình đã từng chứng kiến một vụ bạo lực học đường và mình đã cùng với một nhóm bạn của mình đứng lên để báo cáo cái vụ việc đó với lại thầy quản lý, và sau cùng thì vụ việc cũng đã được giải quyết và cái bạn gây nên cái vụ bạo lực học đường cũng đã được một cái hình phạt thích đáng. Nhưng mà trong cái quá trình đó mình nghe cái tâm sự của cái bạn nạn nhân ấy thì mình cảm thấy rất là bức xúc khi mà trong một cái lớp thì chỉ có một mình bạn đó bị mọi người còn lại hùa theo để châm chọc và sỉ nhục. Nhưng mà mình bức xúc hơn nữa là khi đó là không có ai dám đứng lên để báo cáo cái sự việc đó hết.
Từ những cái chia sẻ của mình cũng như là tác giả thì mình cần mọi người phải hiểu được rằng bạo lực là một hành vi không đúng đắn và nó cần được chấm dứt ngay lập tức. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, nơi mà bạo lực có thể xảy ra ở bất cứ đâu, thì bạn cần phải hành động ngay để lên án những cái vụ việc đó. Kể cả khi bạn là người chứng kiến thì bạn cũng phải tham gia vào và chấm dứt nó ngay lập tức. Hay là nạn nhân cũng vậy, thì bạn cũng có thể chia sẻ những cái sự việc đó để cho mọi người có thể cảnh giác hơn, cũng như là cùng nhau tạo nên một thế giới không có bạo lực.